đây các bạn, chợ Gò Dầu ha. Đây cây cầu xó nợ đó, xó nợ là nhảy cây cầu này là chết rồi. Các khỏi cây cầu Gò Dầu, đây là trực thuộc huyện Bến Cầu các bạn, tỉnh Tây Ninh. Thì tỉnh Tây Ninh này có hai cửa khẩu quốc tế các bạn, và 4 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ, karaoke, massage, nhà nghỉ. Tưởng đó chúng ta đi chạy đó là đường, đi đường vành đai biên giới Việt Nam với Campuchia đó các bạn. Này có cây cổ thụ quá trời đẹp. Bên trái trước khi qua cam mình sẽ đổ xăng ha các bạn. Sau nửa tiếng làm thủ tục nè, thì chúng ta sẽ có cái giấy thông hành nha. Khung cảnh tại cửa khẩu Ba Vẹt. Phía bên tay trái chúng ta đây là những sòng bài. Bước qua cửa khẩu Một Bài, qua cửa khẩu Ba Vẹt của Campuchia là chúng ta thấy hai bên là những tòa nhà, những sòng bài. Rồi, hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì chúng ta đã rời thành phố Tây Ninh và rời cái thị xã Hòa Thành, hướng từ ở Tây Ninh chạy về ha các bạn. Đây là quốc lộ 22B. Tại vì quốc lộ 22 là từ Sài Gòn chạy về đến đây nè, là khoảng 50 cây. Sẽ quẹo trái quốc lộ 22 đường Xuyên Á đó để đi vào cửa khẩu Một Bài để đi qua bên Campuchia ha. Thì sáng nay chúng ta sẽ chính thức đi qua cửa khẩu Một Bài để đi qua tham quan nước bạn Campuchia. Thì từ trung tâm thị xã Gò Dầu, trung tâm của huyện Gò Dầu các bạn, đây là thị trấn Gò Dầu ha, chạy vô trong cửa khẩu Một Bài là khoảng 10 cây nữa. Thì từ cửa khẩu mà về đến Sài Gòn là khoảng 60 cây ha. Hướng này là từ ngã tư An Sương mình chạy lên đó, đi thẳng đến đây là đổi thành quốc lộ 22B ha. Đi về thị xã Hòa Thành cũng như thành phố Tây Ninh. Ai khung cảnh tại trung tâm thị xã thị trấn Gò Dầu, bên đó là chợ Gò Dầu đó các bạn, phía bên đó là chợ Gò Dầu ha. Đây toàn cảnh khu trung tâm thị trấn Gò Dầu. Đây có một cái showroom của xe hơi Bozo. Có một bình rất là lớn ha. Rồi sáng nay chúng ta sẽ chính thức đi tiếp tục cái con đường quốc lộ 22, đó là đường Xuyên Á đây, đến đây quẹo. Khung cảnh hai bên đường mua bán rất là sâm tụ ha. Đây các bạn, chợ Gò Dầu ha. Dạo một vòng chợ thử coi có gì không cho vô rồi xe. Đây, trước mặt chúng ta đây là cây cầu Gò Dầu. Đây là cây cầu khá là nổi tiếng tại khu vực miền Nam, ai cũng biết hết, cầu gọi là cây cầu xó nợ các bạn. Phía bên đó là cây cầu cũ năm xưa, khi xưa được xây dựng từ thời Pháp lần các bạn. Nó là một cây cầu sắt thôi ha, nối giữa bờ Tây và bờ Đông. Bắc qua dòng sông này là dòng sông Vàm Cỏ Đông nha các bạn. Đây, dòng sông Vàm Cỏ Đông.
Cái cầu này là được xây dựng khi mà cái dự án đường xuyên Á năm 2002, còn cái cầu kia là khi xưa bằng sắt từ thời Pháp lận. Đến năm 1995 thì đổi cái cầu sắt này trở thành cái cầu bê tông. Hai cái cầu này cách nhau khoảng chừng 7 mét đó các bạn. Đây cái cầu cũ mà không hiểu tại sao cái cầu này đặt là cái cầu Gò Dầu 2, trong khi cái cầu này mới tanh mới xây dựng sau này đặt là cái cầu Gò Dầu 1. Đây cái cầu Xó Nợ đó, Xó Nợ là nhảy cái cầu này là chết rồi. Cái cầu này giống như cái cầu Bình Lợi ở trong Sài Gòn các bạn. Nhìn thẳng xuống dưới ha, phía dưới chân cầu người dân buôn bán sinh sống ở dưới dưới già cầu. Thì cái cầu này có tổng chiều dài khoảng 300 mét à. Đây là cây cầu rất là quan trọng nối giữa trung tâm của thị trấn Gò Dầu và thành phố Tây Ninh để đi qua cửa khẩu Mộc Bài và qua nước bạn Campuchia. Cầu này xây cao hơn cái cầu cũ tí xíu ha các bạn. Và hai cái cầu này cách nhau bởi cái lằn ở chính giữa khoảng 7-8 mét gì đó. Cái cầu này được mở màn cho cái gọi là cái cầu Xó Nợ, là về khi xưa dân đánh bài ở bên Campuchia về nợ nần thì nhảy xuống dưới tự tử. Đây quốc lộ 22 đoạn cuối cùng của Việt Nam bên phía bên Tây Ninh, cách Mộc Bài 9 cây nữa ha. Nói chung từ ngay cái Bùng Binh đó vô đến cửa khẩu Mộc Bài là khoảng 10 cây. Từ một bài từ Gò Dầu này về đến Sài Gòn là khoảng 50 cây nữa. Cảnh hai bên đường quốc lộ 22 hay gọi là đường Xuyên Á, mình xa xa là cảnh đồng ruộng bao la bát ngát ha các bạn. Từ bên đó được xem là cái vành đai biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Cây bình bát quá trời. Chánh An Thạnh thuộc huyện Bến Cầu,
qua khỏi cây cầu Gò Dầu. Đây là trực thuộc về bến cầu các bạn, tỉnh Tây Ninh. Thì tỉnh Tây Ninh bao gồm có 8 huyện và một thành phố ha. Bao la bát ngát luôn. Tây Ninh này có hai cửa khẩu quốc tế các bạn và 4 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ. Hai cửa khẩu quốc tế đó là cửa khẩu Sa Mát, nằm ở gần thành phố, trung tâm của thành phố Tây Ninh đó. Rồi, cửa khẩu thứ hai là cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, chúng ta sẽ đi. Cửa khẩu quốc tế thì mới được đem xe gắn máy qua các bạn. Ở đây là trực thuộc huyện Bến Cầu rồi ha. Bến Cầu trực thuộc tỉnh Tây Ninh, qua khỏi cây cầu Gò Dầu đó, cây cầu Xó Nợ đó, là chúng ta đi qua một cái huyện khác. Rồi chúng ta đang dẫn đi tiếp trên đường quốc lộ 22 hay gọi là đường Xuyên Á ha. Đường dẫn cuối cùng chuẩn bị bước qua cửa khẩu Mộc Bài, đi qua nước bạn Campuchia. Đường Xuyên Á đi qua Việt Nam có chiều dài, tổng chiều dài là khoảng 2.700 cây. Trên tổng chiều dài của đường Xuyên Á đi qua các nước châu Á, 32 nước châu Á, trong đó có Việt Nam hả các bạn. Tổng chiều dài là khoảng 141.000 cây số. Đi qua địa phận Trung Quốc là dài nhất, trên 25.000 cây. Đường Xuyên Á có điểm xuất phát từ thành phố Tokyo, Nhật Bản đi về đến Thổ Nhĩ Kỳ các bạn. Cảnh bên đường quốc lộ 22 hay còn gọi là đường Xuyên Á, đây thuộc địa phận của huyện Bến Cầu. Ồ, đây có cái cây là bằng lăng tím đẹp quá.
đây là con đường quen thuộc của những con bạc đỏ đen. Karaoke, massage, nhà nghỉ. Nhà nghỉ 4 số 6. Hướng đó chúng ta đi chạy đó là đường đi đường vành đai biên giới Việt Nam với Campuchia đó các bạn. Đợi khi về đi có thể mình đi khám phá cái con đường biên giới đó. Đây có tấm bảng ha. Khu vực biên giới. Chúng ta còn khoảng 3 cây nữa là tới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Bước qua cửa khẩu Mộc Bài là cửa khẩu Ba Vét của Campuchia. Thì ngay cổ cửa khẩu là không cho co quay phim các bạn. Cho nên đến đó mình sẽ quay ở ngoài xong rồi làm thủ tục đi qua. Rồi có gì mình chia sẻ lại các bạn về cái hành trình làm thủ tục từ Việt Nam xuất cảnh và nhập cảnh qua Campuchia bằng cửa khẩu Mộc Bài, nhập xuất cảnh nhập cảnh bên cửa khẩu Ba Vẹt của Campuchia. Gần giáp với lại khu vực biên giới, nhà cửa bắt đầu thưa thớt lại. Một bài còn 2 cây nữa. Hướng rẽ dành cho xe container, xe tải qua cửa khẩu Một Bài. Đây có biển báo ha. Các xe tải container là phải quẹo phải. Đó, container. Tải đi qua cửa khẩu Một Bài phải quẹo phải. Đây được em là khu vực cửa khẩu rồi, một cây số nữa là
cảnh những căn nhà tạm bợ ha. Khu vực biên giới thì không có cho xây cất quy mô. Hơi đầy ngóc luôn. Bên trái trước khi qua cam mình sẽ đổ xăng ha các bạn. Có một cây xăng rất là lớn trước cửa khẩu. Đây các bạn, trước mặt chúng ta đây là cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ha. Thì vào trong đó không có quay được. Rồi, khung cảnh trước cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Có gì mình làm thủ tục xong mình đi qua bên đó mình quay tiếp và chia sẻ cho các bạn ha. Rồi chào các bạn. Thì hiện tại chúng ta đang đứng bên địa phận của Campuchia. Đây là cửa khẩu Ba Vẹt ha các bạn. Sau nửa tiếng làm thủ tục nè. Thì chúng ta sẽ có cái giấy thông hành nha. Khung cảnh tại cửa khẩu Ba Vẹt bên phía Campuchia rồi. Chính thức đi khám phá Campuchia ha. Đi thôi. Thủ tục mà mất phí khoảng 350. Bên Việt Nam cho hay không cho 50 thì làm lẹ. Còn không đưa thì hoặc đưa 20-30 thì làm lâu tí xíu. Còn bên Campuchia là ra giá công khai luôn các bạn. Qua cái cửa khẩu bảo vệ lụm 150. Rồi làm thủ tục nhập cảnh 150 nữa. Tổng cộng 350. Rồi phía bên tay trái chúng ta đây là những sòng bài. Bước qua cửa khẩu Mộc Bài, qua cửa khẩu Ba Vẹt của Campuchia là chúng ta thấy hai bên là những tòa nhà, những sòng bài. Rồi từ cửa khẩu Ba Vẹt này về đến thành phố Phnom Penh là khoảng 165 cây nha các bạn. Mình quay một đoạn khúc này ngay gần cái khu cửa khẩu Ba Vẹt của Campuchia, nơi rất nhiều các sòng bài ha, lê mắc cao à. Lớn kinh dị không? Hàng quán ăn, quán nước rất là nhiều. Hầu hết là các chủ ở đây là toàn là của Trung Quốc đầu tư những cái sòng bài này. Las Vegas Sun. Dynasty Casino Hotel. Tất cả là bằng tiếng Campuchia với tiếng Trung Quốc ha. Lâu lâu có chút tiếng Anh vô. Đó, toàn tiếng Trung với lại tiếng Cam thôi. Nơi những con thiêu thân Việt Nam
qua đây chơi bài xong rồi về cái cây cầu xóa nợ. Cờ bạc chẳng giờ là làm giàu bằng cờ bạc, chỉ có thằng chủ nó mới giàu thôi. Cảnh mua bán hai bên đường cũng y chang Việt Nam đó các bạn. Đường này giống về miền Tây quá. Shop LD, shop lề đường. Win Win Casino. Win Win là ai win? Mấy con thiêu thân là chỉ có nước về cầu Gò Dầu mà thiêu Win Win thì có. Rồi ha các bạn, mình xin kết thúc video tại đây. Mình đã quay video từ ngay chỗ Bùng Binh, thị trấn Gò Dầu, qua đến cửa khẩu Mộc Bài, nhập cảnh vào cửa khẩu Ba Vẹt của Campuchia. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khám phá tại đất nước Campuchia.